Xin kính chào tất cả quý phụ huynh kem học sinh. Video học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào bài luyện tập trang 169 của sách giáo khoa toán lớp 5. Yêu cầu số 1 là yêu cầu các em viết số đo thích hợp vào ô trống. Ở đây người ta cho các kích thước của hai hình, hình lập phương và hình hộp chữ nhật. Yêu cầu các em tìm diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích. Thì đối với hình lập phương thứ nhất có độ dài cạnh bằng 12 cm. Vậy muốn tìm diện tích xung quanh của hình lập phương, như buổi hôm trước chúng ta ôn thì chúng ta sẽ lấy diện tích của một mặt kem nhân với 4, đúng không ạ? Tức là lấy cạnh nhân 4. Đây, phần này thì hôm trước chúng ta đã có phần lý thuyết đây. Đây diện tích xung quanh này. Đúng chưa? Rồi diện tích toàn phần thì lấy diện tích của một mặt nhân 6 và thể tích thì lấy cạnh nhân cạnh nhân cạnh. Bạn nào không nhớ thì chúng ta sẽ mở sang bên cạnh để chúng ta xem lại. Chúng ta nhìn sang trang bên cạnh để chúng ta xem lại cái phần công thức. Và các công thức này thì bắt buộc các em học thuộc nhá, để chúng ta ứng dụng chúng ta vào làm bài tập. Bây giờ cô đi vào cái diện tích xung quanh. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có diện tích xung quanh thì các em sẽ lấy cạnh nhân với 4, tức là diện tích của một mặt nhân với 4, hình thứ nhất. Cô có diện tích xung quanh S xung quanh. S xung quanh là viết tắt của diện tích xung quanh. Thì các em lấy diện tích của một mặt, tức là lấy cạnh 12 nhân với 12 rồi nhân với 4 lên. 12 nhân với 12 thì bằng 144. 144 nhân với 4 thì bằng 576. 576 đơn vị cm vuông. Như vậy ở ô đầu tiên này các em sẽ điền là 576 cm vuông. Vẫn ở hình thứ nhất, vẫn đang ở hình thứ nhất. Chúng ta tìm luôn diện tích toàn phần. Toàn phần của hình lập phương thì nó sẽ có 6 mặt. Kem lấy diện tích của một mặt. Kem nhân 6 lên. 12 nhân với 12 thì bằng 144. 144 nhân với 6 bằng 864 cm vuông. Như vậy ở ô này kem sẽ điền 864 cm vuông. Tiếp theo sang thể tích. Thể tích của hình 1 thì các em lấy cạnh nhân cạnh nhân cạnh, tức là lấy 12 nhân với 12 nhân với 12. 12 nhân với 12 thì bằng 144. 144 các em nhân tiếp với 12 bằng 1728 cm khối. Chú ý đơn vị của thể tích là cm khối. Sang cái hình thứ hai ở trong hình lập phương, hình thứ hai của vẫn ở câu A đấy, thì chúng ta cũng có diện tích xung quanh. Muốn tìm diện tích xung quanh thì các em lấy diện tích của một mặt, tức là lấy 3,5, các em nhân 3,5 rồi nhân 4 lên. 3,5 nhân với 3,5 thì sẽ bằng 12,25. 12,25 kem nhân 4 lên, kết quả chúng ta sẽ bằng 49. Đơn vị ở đây là mét vuông. Như vậy ở ô này kem điền 49 mét vuông. Tiếp theo kem có diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần thì bằng diện tích của một mặt kem nhân 6, tức là lấy 3,5 kem nhân với 3,5 rồi nhân với 6. Lúc nãy kem lấy 3,5 nhân với 3,5 thì kết quả bằng 12,25. 12,25 nhân với 6 kết quả bằng 73,5 mét vuông. Tiếp theo, các em sẽ tìm thể tích của hình thứ hai.
Muốn tìm thể tích thì kem lấy cạnh nhân cạnh nhân cạnh, tức là lấy 3,5. Kem nhân 3,5 rồi nhân tiếp với 3,5. 3,5 nhân với 3,5 thì bằng 12,25. 12,25 kem nhân tiếp với 3,5 nữa thì kết quả bằng 42,875. Đơn vị mét khối 42,875. Như thế là chúng ta vừa hoàn thành xong được ý A. Ý A, ở ô đầu tiên này, kem sẽ điền 576 cm². Ô này kem điền 864 cm². Thể tích bằng 1728 cm³. Sang cái hình lập phương có kích thước thứ hai, ô đầu tiên diện tích xung quanh bằng 49 m². Tiếp theo diện tích toàn phần 73,5 m² và thể tích bằng 42,875 m³. Tiếp tục chuyển sang ý B. Bạn nào chưa xong thì các em dùng một chút để các em làm cho xong đã. Sang ý B như sau. Ở đây là hình hộp chữ nhật, đúng không? Hình hộp chữ nhật có chiều cao, chiều dài, chiều rộng. Như vậy muốn tìm diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật thì các em lấy chu vi đáy kem nhân với chiều cao. Như vậy chúng ta có diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh thì các em lấy chu vi đáy, tức là lấy 8 cộng với 6 là chu vi đáy này, nhân 2 này. Đây là chu vi đáy. Chu vi đáy thì các em lấy chiều dài cộng chiều rộng nhân với 2. Sau đó các em ghi nhân với chiều cao ở đây là 5 thì sẽ ra được diện tích xung quanh. 8 cộng với 6 bằng 14. 14 kem nhân với bên này 10 nữa bằng 140. Vậy ở đây kết quả ta bằng 140 cm². Sang diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần thì bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích của hai mặt đáy. Diện tích xung quanh kem tính đây rồi. Như vậy ở ô đầu tiên này kem điền 140 cm² này. Ô số 2 chúng ta đang tính đúng không ạ? Diện tích toàn phần thì bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy. Diện tích đáy thì kem lấy chiều dài nhân với chiều rộng, tức là 8 nhân 6. Hai đáy thì kem nhân 2 lên. 8 nhân 6 là diện tích của một đáy. Hai đáy thì kem nhân 2. 8 x 6 bằng 48. 48 x 2 thì bằng 96. 96 kem cộng với 140 thì bằng 236. cm². Sang thể tích. Muốn tìm thể tích của hình hộp chữ nhật, kem lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. Như vậy chúng ta lấy 8 nhân với 6 nhân với 5. 8 nhân 6 bằng 48. 48 nhân 5 bằng 240 cm³. Sang ý thứ hai của cô B. Muốn tìm diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh thì các em sẽ lấy vẫn là chu vi đáy nhân với chiều cao. Chu vi đáy thì lấy chiều dài cộng chiều rộng trong ngoặc nhân với 2, tức là bằng 1,2 cộng với 0,5 nhân với 2. Đây là chu vi đáy. Nhân với chiều cao là nhân tiếp với 0,6. 1,2 cộng với 0,5 thì bằng 1,7. 1,7 các em đi nhân với 2 bằng 3,4. 3,4 kem nhân tiếp 0,6, kết quả của ta bằng 2,04. 2,04 m². Tiếp theo chúng ta có diện tích toàn phần.
diện tích toàn phần của hình thứ hai tức là ở ô này đây. Muốn tìm diện tích toàn phần thì các em lấy diện tích xung quanh là 2,04. Các em cộng với diện tích của hai đáy. Diện tích của một đáy thì các em lấy chiều dài nhân chiều rộng là diện tích của một đáy. Hai đáy thì các em nhân 2 lên. Như vậy 1,2 nhân 0,5 thì bằng 0,6. 0,6 nhân 2 bằng 1,2. Các em lấy 2,04 các em cộng với 1,2, kết quả chúng ta bằng 3,24 mét vuông. Cuối cùng sang thể tích. Muốn tìm thể tích thì các em lấy chiều dài nhân với chiều rộng nhân chiều cao, thì các em lấy 1,2 nhân 0,5 rồi nhân tiếp với 0,6. 1,2 nhân với 0,5 thì bằng 0,6. 0,6 các em nhân với 0,6 bằng 0,36 mét khối. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Những bạn nào chưa xong thì các em dừng một chút để các em làm cho xong. Tiếp theo cô chuyển sang bài tập số 2 như sau. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích là 1,8 mét khối. Đáy bể có chiều dài là 1,5 mét và chiều rộng 0,8 mét. Muốn tính chiều cao của bể. Muốn tính chiều cao của bể thì kem sẽ... chúng ta sẽ nhớ lại cái công thức tính nhân thể tích đúng không ạ? Thể tích của hình hộp chữ nhật thì kem lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân với chiều cao đúng không ạ? Như vậy muốn tìm chiều cao thì kem sẽ lấy thể tích, kem chia chiều dài chặn, chia cho chiều dài, sau đó thì chia tiếp cho chiều rộng. Như vậy bài 2. Ta có chiều cao của bể nước là muốn tìm chiều cao thì các em lấy thể tích 1,8. Các em đi chia cho chiều dài. Rồi các em chia tiếp cho chiều rộng. Một phẩy tám chia cho 1,5 thì kết quả chúng ta bằng 1,2. 1,2 các em chia tiếp cho 0,8, kết quả bằng 1,5. Như vậy ở đây chiều cao của bể nước là 1,5 mét. Đáp số 1,5 mét. Vì sao lại như vậy? Bởi vì này, trong cái công thức này, tính thể tích của hình hộp chữ nhật thì muốn tìm thể tích kem lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân với chiều cao. Như vậy, muốn tìm cái chiều cao này thì kem lấy thể tích kem chia cho chiều dài và chia cho chiều rộng thì sẽ ra được chiều cao. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 3. Bạn nào chưa xong bài tập số 2 thì hãy dừng lại, tiếp tục làm cho xong. Sang bài tập số 3 như sau. Một khối nhựa dạng hình lập phương có cạnh 10 cm và gấp đôi cạnh của khối gỗ cũng là hình lập phương. Hỏi diện tích toàn phần của khối nhựa gấp mấy lần diện tích toàn phần của khối gỗ. Như vậy thì trước tiên các em phải tìm cho cô cạnh của khối gỗ hình lập phương đã. Bằng cách lấy 10 các em chia cho 2 thì bằng 5 cm. Sau khi tìm được cạnh của khối gỗ rồi, biết được cạnh của khối nhựa rồi, cả hai cái này thì đều là hình lập phương. Như vậy các em sẽ tìm diện tích của cái khối nhựa hình lập phương bằng cách là lấy diện tích của một mặt các em nhân 6 lên. Đấy. Rồi cũng tìm diện tích của cái khối gỗ hình lập phương, cũng lấy diện tích một mặt nhân 6. Sau đó kem lấy hai diện tích kem chia cho nhau thì chúng ta sẽ biết được nó gấp mấy lần. Như vậy chúng ta có bài 3 như sau. Bài 3. Trước tiên kem tìm cho cô cạnh của khối gỗ hình lập phương.
Muốn tìm cạnh thì các em sẽ lấy cạnh của khối nhựa là 10, các em chia cho 2, như vậy nó bằng 5 cm. Sau khi biết cạnh của hai hình rồi thì các em đi tìm cho cô diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần của khối gỗ, của khối nhựa trước nhá, của khối nhựa hình lập phương muốn tìm diện tích toàn phần thì các em sẽ lấy diện tích của một mặt, các em nhân với 6 lên, như vậy các em lấy 10 nhân với 10 nhân với 6 bằng 600 cm vuông. Tương tự, các em đi tìm diện tích toàn phần của khối gỗ hình lập phương. Các em cũng lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với 6, tức là diện tích của một mặt nhân với 6. 5 nhân 5 bằng 25. 25 nhân với 6 bằng 150. Đến đây rồi, muốn biết diện tích của khối nhựa gấp bao nhiêu lần diện tích của khối gỗ thì các em sẽ lấy 600 chia cho 150, như vậy sẽ gấp 4 lần. Diện tích toàn phần của khối nhựa gấp diện tích toàn phần của khối gỗ số lần là Kem sẽ lấy 600 chia cho 150, như vậy gấp 4 lần. Đáp số 4 lần. Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được bài luyện tập mà trang 169 của sách giáo khoa. Bài luyện tập đầu tiên đấy, trong sách giáo khoa này chúng ta có hai bài. Một bài là luyện tập chung, một bài là luyện tập ở trang 169. Thì đây chúng ta vừa đi xong được bài luyện tập trang 169 của sách giáo khoa toán lớp 5. Và để tiếp tục đón xem các video mới trên kênh, các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video này ạ. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.